Trong màn ảnh nhỏ, quý vị khách hàng và con cô bác, đây là một chiếc xe phân khúc hạng A vừa mới về cửa hàng bên em. Chiếc này thì Kia Morning sản xuất năm 2015, được trang bị động cơ máy 1.25 mọi người nhé. Một chiếc xe không khoan đục. Thực sự thì với chiếc xe Kia Morning này thì xe thì không khoan thôi. Nó có đổi màu mọi người nhé. Nhiều khi là chủ xe người ta không thích cái màu này, người ta sơn lại cái màu kia là chuyện bình thường. Hoặc cũng có trường hợp đó là tư nhân người ta chạy taxi đấy, người ta không khoan mọi người nhé, nhưng mà người ta có đổi màu. Thì với chiếc xe Morning này được sản xuất năm 2015, xe thì không khoan đục, có đổi màu, giá thành rất là hợp lý cho toàn thể quý vị khách hàng và con cô bác. Chỉ có bao nhiêu ạ? 158 triệu đồng thôi. Đây là quý vị khách hàng và con cô bác mình đang có nhu cầu thì liên hệ với em qua hai số hotline 0397265286 và một số hotline nữa là 0906034285. Đó là hai số hotline của em. Mọi người liên hệ với em bất kỳ số nào cũng được mọi người nhé. Trường hợp gọi số kia là nếu mà không được thì chỉ có trường hợp là em đang quay video thì em để chế độ máy bay thôi mọi người ạ. Chiếc này thì mang biển tư nhân Thái Bình 17A18184. Đấy. Mọi người xem cái hệ thống đèn của nó này rất là sáng mọi người nhé. Đây em quay sát hệ thống đèn của nó đây. Theo thời gian thì ở đây nó, tại vì là do cái đèn mình bật nó nóng mà. Đấy, cho nên là nó có hơi một gọi như là một tí dạn dạn thôi mọi người ạ. Đấy, nhưng mà tại vì đèn là đèn nguyên bản của nó, đèn gầm của nó đây. Đăng kiểm của chiếc xe còn đến tháng 4/2024. Với động cơ máy 1.25 thì mức tiêu hao nguyên liệu của những chiếc xe Morning này thì nó cũng rất là bình thường thôi mọi người ạ. Hơn 5 lít thôi trên 100 cây. Đây là một chiếc xe Morning bản Bay, nó chỉ có trang bị năng sắt, nhưng mà đặc biệt con này đã được lên năng phay là chủ xe độ này, dàn lốp còn ok này. Đấy. Đây giá công khai cửa hàng bên em đây mọi người nhé, 158 triệu. Đấy, xe thì có đổi màu tư nhân nhưng mà không khoan đục. Với chiếc này thì tay nắm mở cửa nó được ốp inox rồi này. Đấy, có trang bị cả vèo mưa đây mọi người nhé. Mặc dù là xe không khoan đục mọi người ạ. Đấy, nhưng mà mọi người xem bên trong của nó này, những cái phần táp lô này, đây là phần táp lô trên đây. Đấy, và táp ly đây cũng còn khá đẹp mọi người nhé. Chắc chắn thì nó cũng sẽ có dịch vụ dù không khoan mọi người. Đấy, đây là em cũng có nói thẳng cho mọi người luôn, không thì mọi người lại bảo em là quay thì cứ mập mờ. Đấy, thì em cũng quay rõ luôn cho mọi người. Con này thì khả năng có chạy taxi mọi người. Đấy, vì có đổi màu mà, nhưng mà không khoan mọi người nhé. Giá em bán cũng rất là hợp lý rồi đấy ạ, 158 triệu đồng thôi. Đây mọi người xem cái phần keo chỉ của nó này. Nội thất thì được trang bị ghế là màu đen, có màn hình, đấy, có nhạc, chúng ta có thể nghe nhạc bằng cổng USB mọi người nhé. Điều hòa con này rất là mát luôn. Trần của nó thì vẫn là trần nỉ đấy, nguyên bản. Trần này rất là sạch luôn. Cửa giả đóng thì rất là chắc chắn ạ. Đây những cái phần táp ly này, mặc dù là dịch vụ thế nhưng mà những cái phần này của nó đây mọi người có thể xem đấy, nó vẫn còn khá đẹp mọi người nhé, rất đẹp. Dòng này dòng phân khúc A thì đương nhiên là ngồi cảm giác nó chật, so với IM thì Morning nó cảm giác nó hơi chật một chút ạ. IM thì cảm giác nó rộng rãi hơn một tí thôi. Đây đấy, trần của nó mọi người có thể xem này, ghế kiệp của nó đây. Cái này thì người ta có dán chắn nắng mọi người nhé, dán đen đấy. Đấy, chân kính đã được đẹp inox rồi này, đen này. Đấy, biển Thái Bình đây mọi người. Cốp thì cái dòng Morning này thì nó rất là bé thôi mọi người ạ. Morning hay là Ghost hay là I10 thì cốp của nó thì chỉ có như nhau như thế này thôi. Nguyên bản của nó đang sắt, còn hệ thống tích lốp tích kiệp của nó đây. Đây em quay phần gầm luôn này. Đây mọi người nhá, gầm đây mọi người ạ. Đấy. 158 triệu đồng là em bao gồm hai cái khoản, đó là rút hồ sơ cho mọi người cũng như là hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho thế hệ ship xe tận nhà luôn. Đấy, cho bà con cô bác và con nhé. Đây, xe thì không khoan mọi người. Nếu mà khoan thì sẽ khoan những cái gì ạ? Khoan tắp ly là một này, và khoan tắp lô mọi người nha. Đây,
hai cánh cửa táp ly đằng sau là không khoan, và cũng là cánh cửa đằng trước không khoan. Những cái phần chỉ chìa của nó này. Đây keo chỉ đây. Hệ thống bấm kính lên xuống này. À, vô lăng hai chấu. Đây. Thông bấm kỹ cái phần hệ thống đèn này, cảnh báo này, tất cả đều rất là ok mọi người nhé. Nhạc thì vẫn nghe được đấy, nhưng mà tại vì em sợ em mở nhạc thì sẽ vi phạm bản quyền cho nên em không mở. Đây hệ thống củ số đây. Đấy. Táp lô trên đây thì nó cũng không khoan mọi người nhé. Đây trên này táp lô nó không khoan. Còn thường những dịch vụ thì sẽ có khoan táp lô, đặt đồng hồ đây mà. Đấy, nhưng mà con này thì nhiều khi người ta chỉ chạy dù thôi mọi người ạ. Đấy. Ta chạy gọi như là gắn cái mác ở đặt ở trên đằng sau xe thôi. Đấy, người ta gọi là có chạy taxi thôi. Đấy. Chứ còn người ta không đóng có hãng thì là nó sẽ cũng không khoan mọi người nhé. Vâng ạ, đây là phần khoan động cơ của chiếc xe Kia Morning 2015. Xe thì tư nhân, không khoan đục. Máy 1.25 được trang bị 4 máy này. Đấy, máy thì cũng rất là khô mọi người nhé. Về phần tiếng máy nổ đấy ạ. Đèn này vẫn là nguyên bản của nó này. Đấy, cặp đèn này là nguyên bản của nó mọi người nhé. Theo thời gian thì chỉ có là ố vàng thôi. Máy rất là khô. Như này là cũng quá là ok rồi. Tầm tiền 158 triệu. Đây capo cả việc của nó đây. Vâng, 158 triệu là chúng ta sở hữu chiếc xe Kia Morning 2015. Tên tư nhân mọi người nhé. Xe thì không khoan đục nhưng mà có đổi màu. Đấy, em cũng nói thẳng trên video luôn để cho chúng ta có thể biết được và chúng ta có thể suy nghĩ cân đối mọi người nhé. Tầm tiền này thì rất là hợp lý rồi. Đấy, nếu mà mọi người đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua hai số hotline 0906034285 và một số hotline nữa 0397265286 mọi người nhé. Và bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị khách hàng và con cô bác ở những video tiếp theo ạ.